bà sẽ sinh trong phim sự tại như là cái này phong như vợ chồng như vợ chồng tổ bây giờ như là sao là sao làm sao là sao này là mình nói cái đó như là sinh chùa bây giờ như mỏ đi à lối chồng đầu để chỉ chồng sư trong cái khuyên cầu này chẳng có gì sinh chùa tức là chỉ trong cái lịch của phật tử thôi mẹ anh ta cứ trong cái đó cứ sắp tới tất cả nó có bị mới rồng mới cho làm cơ nó xứ thôi cho thôi xin cho ta xin cho là có cũng trời đấy tụi nó nhẹ như rồng cho đấy tụi nó rồng cho cái kiểu xin cho ta như gì cho giờ cái tờ cái từ như là rồng ta cho nhất đầu có mày như xin cho thế tụi nó cái đó là rồng có cái gọi là phải ta thấy nhận được tao đấy cho nó cái những xin cho lại như là thứ giờ rẻ bé xe thế đó, miệng như mỏ nó sẽ vừa tự nhiên bé xe là vừa kia, u để học ta ta đó, rồng cổ ta rất liền thế đó, ush 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 ush, có rồng kinh cổ thế đó, ta học là rồng ta rất liền. Và bây giờ như vừa xong là giờ ít lần giờ tụt táo tụt lá tụt này cô giờ nhận cho cái kia giờ là giờ ít giờ rồi thì à mọi người cứ cầu thế giờ thì chả nhiêu giờ là gì bây giờ thì chả nhiêu mà rong trong sắp tới nhất đầu hậu nó xưa tụi nó làm cho tụi một bé tụi rong ít dạng cầu này thì sự mình nhận mới nhận thôi nhau xưa rong té dạng cầu với rong xíu nữa rồi nó rong ít dạng chả là rong có chấp lời tụi nó, đó hồi là chúng ta rong đi nè, nhiều, cho rong một nó sẽ, thì mình chả để chả tờ, rong có tờ rong, trên tờ sẽ, cả tờ sáu bảy sẽ, hà làm sai đi sát tận nào đấy sát tận nào có cái cầu đấy coi như cô đứng kia cô thắt chặt ý đỏ thia ý chân đỏ cho ta chỉ à chỉ xuống nhu là chỉ xuống nhu chỉ cứ vậy nhá chúng ta đã về ý đỏ nồng một chỗ đỏ lại như là trong câu chuyện nhiệt thật cho nếu cho ta phải sát sân cỏ là chỉ nó nói chỉ trẻ lấy thứ từ đó như phải đỏ ta gì đó lo đỏ ta à chỉ cho như là chỉ nó từ trước lâu từ trong lâu đã để hồ sơ chứ nhiều chữ cán chứ bằng chuột chữ cán chứ để mình cũng là từ từ lâu chữ cán chứ không có lẽ ush 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 太阳被晒死了，人家说嘛，太多搞的面又老，怎么才被晒呢？就不用晒了呢，人家被晒的多。